Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 8 và viết vun. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái phần lý thuyết của cái bài hình chữ nhật cũng như là hình vuông rồi đúng không? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần bài tập. Và trong đây có 5 bài, thầy sẽ quay cho em ở hai clip. Clip đầu tiên thầy sẽ quay bài 1 2 3, clip thứ hai là thầy sẽ quay cho em bài 4 và bài số 5 nha. Chia ra quay cho nó dễ thở em. Quay một liền một mặt thở không đều. Dễ bị đột quỵ ha. Ok, chúng ta sẽ đi sang bài số 1. Còn em muốn học liên tiếp á, thì em cứ vào danh sách phát kênh thầy Quang, vào danh sách phát là vào toán 8 trang trời sáng tạo, sách giáo khoa online miễn phí á, là có đầy đủ hết nha các em nha. Cho hơn 14 tìm x. Đây, ở đây người ta yêu cầu em tìm x. Em thấy vuông ở đây à? Em thấy tam giác ở đây là tam giác vuông. Các em còn nhớ một cái tính chất cực kỳ quan trọng. Cái này chỉ xảy ra trong tam giác vuông thôi. Nha, chỉ xảy ra trong tam giác vuông. Thầy đọc lại cái định lý đấy để em nghe, để em hiểu nè. Đó chính là các em thấy cái đường AM này, M này chính là trung điểm của BC. Chứng tỏ AM này chính là gì? Đường trung tuyến. Đường trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền, nghĩa là AM này nè. AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng 1/2 cạnh huyền, nghĩa là bằng một nửa cạnh huyền. Tại vì nó chỉ áp dụng được trong tam giác vuông thôi, chứ tam giác thường thì không áp dụng được. Và ngược lại, nếu trong một tam giác mà người ta có điều này thì người ta suy ra nó là tam giác vuông. Thì cái này chúng ta được học ở trong cái bài vừa rồi, ở tiết 1, tiết 2 thầy đã dạy em rồi, phải không? Như vậy thì bây giờ á, nghĩa là bây giờ chúng ta cần phải tính giùm thầy độ dài của cạnh BC bằng bao nhiêu. Có BC người ta ráp vô đây thì người ta tính ra được AM, mà AM đó chính là x. Các em hiểu không? Thì để tính BC thì chúng ta áp dụng định lý gì? Định lý Pythagore. Vào trong định lý Pythagore, trong tam giác vuông ABC, vuông tại A, thì vuông tại A chứng tỏ BC sẽ là cạnh huyền. Bây giờ đã hiểu chưa? Đó, ok. Chúng ta ghi là áp dụng định lý Pythagore vào tam giác ABC vuông tại đâu? Vuông tại A. Ta có BC bình phương sẽ bằng AB bình cộng cho gì? AC bình sẽ bằng 6 bình phương cộng 8 bình phương. Cái này là bằng 100 này, sẽ bằng 10 bình phương. Nên từ đây chúng ta suy ra BC sẽ bằng là bằng 10 cm. Các em hiểu không? Chúng ta ghi là xét cái tam giác ABC vuông tại A có AM là đường gì? Là đường trung tuyến. Đúng không? Ứng với gì? Ứng với cạnh huyền BC. Đúng không nào? Cạnh huyền BC nên AM bằng một nửa là BC, nghĩa là bằng 1/2 đấy. Do đó x sẽ bằng AM sẽ bằng 1/2 BC, sẽ bằng 1/2 nhân 10 thì sẽ bằng 5 cm. Vậy x sẽ bằng 5 cm. Xong vậy thôi, rất là dễ. Chúng ta phải thuộc cái nội dung định lý này để chúng ta làm, phải không nào? Nghĩa là chúng ta không cần phải kể thêm đường phụ hay bất kỳ nào nữa, mà chúng ta áp dụng tính chất đó là đang luôn. Ok, ta rõ thế nào? Bài số 1 xong nha, ta đi sang bài số 2. Nhìn đây gan, cho hình 15 vị thêm điểm B để tứ giác MNBQ là hình chữ nhật. Ở đây có một góc vuông nè. Kem thấy H ở đây đã chính là trung điểm của QN. Có phải MH này đã chính là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền QN sẽ bằng một nửa của QN, hay nói cách khác là ba đoạn này sẽ bằng nhau tương ứng. Như vậy chứng tỏ bây giờ chúng ta sẽ vẽ điểm B sao cho H này nó sẽ là trung điểm của MB. Và đúng nè, chúng ta sẽ vẽ một cái điểm B sao cho H này sẽ là trung điểm của MB này. Thì khi đó nó sẽ trở thành hình gì? Ok,
Đây, để thầy chỉ ví cho em xem thầy nói xong. Chứ nói nhiều cái em là không hiểu. Nghĩa là khi đó MH sẽ bằng HB nè. Đó. Đây, đây chính là điểm B chúng ta cần vỉ nè. Ta nói N đây. Được chưa? Như vậy kem sẽ lấy điểm B sao cho H sẽ là trung điểm của MB. Cái được chứ nào? Như vậy thì cái tứ giác NMBQ, NMQB chứ, có H này chính là trung điểm của hai đường chéo, của hai đường chéo MB và QN, nên nó là hình bình hành. Mà hình bình hành có một góc vuông này thì nó sẽ là hình gì? Hình chữ nhật. Dạ chưa? Đó. Chúng ta sẽ kem ghi là lấy điểm B sao cho H là trung điểm MB. Kem hiểu không nào? Bây giờ người ta sẽ giải thích nè. Giải thích. Chúng ta có là cái tứ giác MNBQ có H là trung điểm của hai đường chéo MB và NQ, nên là hình gì? Nên là hình bình hành. Nên nó sẽ là hình bình hành, đúng không nào? Mà hình bình hành á, theo cái dấu hiệu nhận biết để trở thành hình chữ nhật thì nó có một góc gì? Góc vuông này. Mà chúng ta có NMQ là bằng 90 độ, nên hình bình hành MNBQ là hình chữ nhật. Nó sẽ là hình chữ nhật. Được chưa? Ok. Vậy thôi. Hiểu chưa? Ta sẽ đi sang ở bài số 3 em nha. Bài số 3. Ok. Ta đi sang bài 3 nha. Bài này phải vị hình nha. Vị hình chứng minh. Ở đây người ta cho đây, cho tam giác ABC có đường cao AH, gọi Y là trung điểm của AC, Y là điểm đối xứng của H qua Y, gọi MN lần lượt là trung điểm của HC và CE, các đường thẳng AM, AN cắt HE tại G và K. Chuột, cái hình có vị khá phức tạp với em ha. Bây giờ người ta không nói gì, thì chúng ta nên vị cái tam giác ABC là tam giác nhọn thôi. Người tam giác bình thường cho chúng ta đừng vị nó là tam giác cong hay tam giác đều hay tam giác vuông. Em hiểu không? Thầy hay bị viêm mũi cứ hít hít nữa. Nói nhiều là ngứa họng, mà ngứa họng thì lên mũi. Có đường cao AH rồi, ok, đường cao thì hạ xuống vuông góc xuống. Nhìn ở đây. Rồi Y là trung điểm của AC. Trung điểm thì ký hiệu vô. Đấy. E là điểm đối xứng của H qua Y. E là điểm đối xứng của H qua Y, chứng tỏ Y này sẽ là trung điểm của cái đoạn HE. Đúng không? Như vậy đây chính là Y, thì thằng này sẽ bằng thằng này. Ok, tại vì điểm đối xứng mà, nghĩa là YH sẽ bằng YE đấy. Gọi MN lần lượt là trung điểm của HC. M là trung điểm của HC. Rồi như nữa, N là trung điểm của CE. Nói CE lại. Khá phức tạp ha.
CE, ký hiệu này giống nhau đây. Các đường thẳng AM, AN, AM, AN, các HE tại G và K, AM đây. AM như vậy, cắt ở chỗ này đã chính là gì? Đã chính là G. Rồi AN, người ta yêu cầu sao vĩ như thế thôi. Đây là K đúng không? Được chưa? Rồi, ok. Tiếp tục, người ta yêu cầu em chứng minh tứ giác AHCE là hình chữ nhật. Chúng ta nói A với E là chứng minh hình chữ nhật thì cái này dễ này. Tại sao thầy nói dễ? Tại vì ở đây người ta thấy hai đường chéo này. Không? Hai đường chéo khác nhau tại trung điểm mỗi đường này. Nghĩa là ở đây người ta có AC thì Y này chính là trung điểm, nghĩa là IA bằng IC là Y trung điểm này. HE có Y này trung điểm, tại vì bản thân người ta không cho Y là trung điểm, nhưng mà người ta là cho điểm đối xứng. H với Y đối xứng với Y thì Y sẽ là trung điểm, thì chứng tỏ AC và HI, là hai đường chéo khác nhau tại Y, và Y này chính là trung điểm, thì nó sẽ là hình bình hành, nghĩa là AHCI là hình bình hành. Trong khi đó góc H của chúng ta đây, hình bình hành có một góc vuông thì nó sẽ là hình chữ nhật. Vậy thôi, xong câu A. Rất là đơn giản, các em hiểu nè. Câu A này. Được nè. Ta có xét cái tứ giác AHCI. Nó có gì? Nó có HE, IC sẽ bằng IA. Vì Y ha, vì Y là trung điểm AC. IH sẽ bằng IE. Vì E đối xứng với H qua Y. Có đúng nè. Nên cái tứ giác AHCE có hai đường chéo AC và HE cắt nhau tại trung điểm Y, nên suy ra AHCE là hình gì? Là hình bình hành. Đầu tiên chúng ta đưa nó về hình bình hành trước, mà chúng ta có cái góc H AHC bằng 90 độ, nên từ đây chúng ta suy ra AHCE là hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì khi đó nó sẽ có 3 góc vuông, 4 góc vuông nha. Em hiểu không? Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ... Người ta yêu cầu các em chứng minh cái gì đây? Chứng minh HG. Đây, HG bằng GK và bằng KE. Ba thằng này đôi một và bằng nhau. Thì cái này thường chúng ta sử dụng trọng tâm. Trọng tâm các em nha. Thì bây giờ sử dụng trọng tâm như thế nào? Thì các em nhìn nhìn thầy ở cái hình này. Bây giờ chúng ta sẽ xét hình thầy tứ giác này. Xét tứ giác này. Bây giờ chúng ta không xét cái tứ giác, mà các em xét từng tam giác để chỉ ra cái trọng tâm đó nha. Em nhìn thầy này, xét thầy tam giác AHC. Các em thấy tam giác AHC không? Có phải AM đây chính là đường gì? Đây chính là đường trung tuyến. HI này cũng chính là đường trung tuyến. Và hai đường trung tuyến này nó sẽ cắt nhau tại đâu? Cắt nhau tại G, và G này chính là trọng tâm. Nên từ đó chúng ta suy ra HG sẽ bằng 2/3 HI và AG sẽ bằng 2/3 AM theo tính chất của ba đường trung tuyến cắt nhau tại trọng tâm G. Nghĩa là xuất phát, nghe nó là này, nếu mà xuất phát từ đỉnh cho tới trung điểm á, thì nó sẽ là 3 phần, thì từ đỉnh cho tới trọng tâm sẽ là 2 phần, và từ trọng tâm cho tới trung điểm này sẽ là 1 phần. Nếu thầy viết AG sẽ bằng 2/3 AM thì GM sẽ bằng 1/3 đúng, 1/3 AM. Cái này chúng ta vào chương trình lớp 7 em xem lại em thầy nha. Rồi.
Chỗ đây thầy sẽ làm cho em. Em nhìn thầy cái hình ở phía trên nha. Xét cái tam giác AHC có AM với HI là hai đường trung tuyến cắt nhau tại đâu? Cắt nhau tại G. Chứng tỏ G này chính là trọng tâm. Nên suy ra G là trọng tâm của cái tam giác AHC. Mà khi nó trọng tâm á, thì từ đây chúng ta suy ra HG sẽ bằng 2 phần 3 HI. Và gì các em? Đúng nào, HG sẽ bằng 2 phần 3 HI. Và ở đây chúng ta sẽ có là YG. YG này nó sẽ bằng gì? 1 phần 3, 1 phần 2 HG thôi. Nghĩa là từ đây tới đây là 2 phần, mà từ đây tới đây là 1 phần. Như vậy YG sẽ bằng là 1 phần 2 HG. Đúng không? YG sẽ bằng 1 phần 2 HG. Được không? Các em cũng chứng minh tương tự. Chứng minh tương tự đối với tam giác AIC. Các em thấy tam giác AIC không? Thì chúng ta sẽ suy ra K là trọng tâm, đúng không? Suy ra K là trọng tâm của cái tam giác AIC. Nên từ đây chúng ta cũng sẽ suy ra được là gì? EK sẽ bằng 2 phần 3 đường trung tuyến, đó chính là EI. Và đồng thời IK cũng sẽ bằng 1 phần 2 IK. Được không? Như vậy ta có này. Ta có cái anh HG thì bằng 2 phần 3 HI. IK thì bằng 2 phần 3 EI. Mà HI thì lại bằng gì? EI. Đúng chưa? Nên từ đây chúng ta suy ra HG sẽ bằng EK và sẽ bằng 2 phần 3 EI. Chúng ta nhìn trên hình nha. Mà EI á, thì lại bằng 1 phần 2 EH. Nên từ đây chúng ta suy ra HG sẽ bằng EK và sẽ bằng 1 phần 3 HI. Có đúng chưa? Nên chúng ta cũng sẽ suy ra GK. Cái anh GK này để chúng ta tính thì nó sẽ bằng HE sẽ trừ cho HG và sẽ trừ cho KE. Lấy cái đồng tổng trừ ra hai đồng nhỏ. Thì ở đây sẽ bằng là gì các em? Sẽ bằng HE trừ cho gì? Hai thằng này chính là trừ cho gì? 1 phần 3 HE. Rồi trừ cho gì? Trừ cho 1 phần 3 HE. Thì kết quả HE nghĩa là 1 HE trừ 1 phần 3 HE và trừ 1 phần 3 HE, thì cái kết quả này sẽ bằng làm cũng là bằng 1 phần 3 HE. Các em hiểu không? 1 HE trừ cho 1 phần 3 và trừ cho 1 phần 3 thì còn lại 1 phần 3 HE. Vậy chúng ta có là HG sẽ bằng GK và bằng KE. Có phải là ở đây nó sẽ cùng bằng là 1 phần 3 HE này kìa. Nha. Mở ngoặc ra để người ta thấy cho đây. Câu A thì rất dễ, tuy nhiên câu B thì hơi khó một xíu, hơi chua một chút ha. Cũng không chua lắm. Chúng ta sử dụng tính chất của phần trọng tâm thì chúng ta biết chúng ta sẽ làm được. Cái hình nha. Đây nha, câu B này. Được chưa nào? Như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 4 và bài số 5. Hai bài nữa thôi nha. Là chúng ta xong ở cái bài số 5 này. Chúc em học tốt. Bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy quay cho thầy nha. Ở đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok.
đẹp luôn.